Trưa 30 tháng 9 năm 2021, Công an quận 12 đã tổ chức lễ ra quân tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi kinh tế xã hội trên địa bàn. Theo Công an quận 12, đây là hoạt động thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức lễ ra quân chuyển sang trạng thái tăng cường tuần tra, kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an ninh trật tự, từng bước phục hồi kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố, bắt đầu từ 0 giờ ngày 1 tháng 10. Thượng tá Trần Sông Triều, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Công an quận 12 cho biết, thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua hơn 120 ngày giãn cách xã hội với nhiều cấp độ khác nhau để phòng dịch COVID-19. Bắt đầu từ 0 giờ ngày 1 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh chính thức nới lỏng, mở cửa. Theo lãnh đạo Công an quận 12, có thể trong thời gian mở cửa, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói chung và địa bàn quận 12 nói riêng sẽ nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp, tình hình tội phạm tăng cao, người thất nghiệp có nguy cơ phạm tội. Do đó, lãnh đạo Công an quận 12 yêu cầu các cán bộ chiến sĩ xác định tư tưởng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường nắm tình hình, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống. Theo lãnh đạo Công an quận 12, việc nới lỏng giãn cách người dân hân hoan ra đường, hoạt động kêu gọi về quê tiếp tục diễn biến phức tạp. Do đó, các đơn vị cán bộ chiến sĩ phải nắm tình hình không gian mạng, không để tụ tập lôi kéo đi ra khỏi địa bàn. Cơ cấu lại các chốt theo hướng rút các chốt phường, các chốt nội ô, thành lập các tổ để tuần tra kiểm soát, đảm bảo quán xuyến kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý vi phạm. Riêng đối với chốt tại cầu Phú Long, lãnh đạo Công an quận 12 yêu cầu phải tăng cường gấp đôi lực lượng hiện có.